Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, cả một thời thanh xuân, ông Hồ Cương Quyết đã đấu tranh cho một Việt Nam hòa bình, thống nhất và phát triển. Nhưng chỉ vì một sự kiện sai lầm của cuộc đời mà ông đã chống lại chính những gì hơn nửa cuộc đời mình đấu tranh. Ông hùa theo đám giận chủ, muốn rước ngoại bang can thiệp Việt Nam, chống lại sự hòa bình, ổn định của Việt Nam. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Hồ Cương Quyết xin trả lại cho em cái tên của Đông Kinh. Hồ Cương Quyết, tên thật là Menrad André Marcel, quốc tịch Pháp. Ông nổi tiếng qua các hành động đấu tranh phản chiến trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Với những đóng góp của ông, năm 2002, ông được công nhận là công dân danh dự thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2009, ông được trao quốc tịch Việt Nam với tên Hồ Cương Quyết. Ông có tài năng làm phim, nhưng rồi chính tài năng đó của ông đang bị lợi dụng vào các hoạt động chống đảng và nhà nước Việt Nam. Bước ngoặt của cuộc đời ông chính là đã bị các đối tượng giận chủ dụ dỗ, lôi kéo và từng bước tham gia các hoạt động của chúng như tháng 2 năm 2019, lần đầu tiên tham dự cuộc họp mặt của câu lạc bộ Lê Hiếu Đạt. Từ đó, những góc nhìn sai lệch, tư tưởng chống phá đã được các đối tượng giận chủ say mê truyền sang ông, để rồi ông đã làm một bộ phim mang tên Tiếng Gào Thét Từ Bên Trong nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền của chúng. Theo những gì được biết, thì bộ phim này đã giành hẳn 3 giải thưởng phim trong thời gian ngắn, nhưng đố các bạn đã từng nghe qua các giải thưởng phim một lần đấy. Bộ phim là tập hợp các bài phỏng vấn mang tính xuyên tạc, trong đó tập hợp các đối tượng giận chủ, cơ hội chính trị trong đảng như Phạm Toàn, Nguyễn Khắc Mai, Chu Hảo, Giáo sư Tương Lai, Nguyên Ngọc. Và khi sự kiện đồng tâm nóng lên, thì ông Hồ Cương Quyết còn tiến hành phỏng vấn ông Lê Đình Kình, dành một thời gian không hề nhỏ với sự kiện đồng tâm. Đặc biệt, ngay trước khi bộ phim được hoàn thiện đã xảy ra sự kiện 9 tháng 1, khi những hành động khủng bố của bố con nhà ông Lê Đình Kình đã khiến 3 cán bộ công an hy sinh. Thế là ông Hồ Cương Quyết cũng đề cập ngay nội dung đó vào trong phim, nhưng mang nặng màu sắc dân chủ khi cố tình xóa tội cho bố con nhà ông Kình, quay ra chỉ trích chính quyền. Cả một thời thanh xuân, ông Hồ Cương Quyết đã đấu tranh cho một Việt Nam hòa bình, thống nhất và phát triển. Nhưng chỉ vì một sự kiện sai lầm của cuộc đời mà ông đã chống lại chính những gì hơn nửa cuộc đời mình đấu tranh. Ông hùa theo đám giận chủ, muốn rước ngoại quốc can thiệp Việt Nam, chống lại sự hòa bình, ổn định của Việt Nam. Ông coi là người Việt Nam, mang cái tên Việt Nam, họ của Bác Hồ vì những đóng góp của ông. Nhưng có lẽ đã đến lúc ông trả lại cái tên đó cho dân tộc Việt Nam chúng tôi rồi đấy.